tên lửa hỏi thăm Ukraine trong đêm. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm chiến thắng cuộc chiến tranh vệ quốc ở Moscow đã kết thúc tốt đẹp. Thế giới được chiêm ngưỡng những thước phim với cảnh tượng xe tăng T-34 dẫn đầu đoàn xe cơ giới tại lễ duyệt binh chiến thắng. Xe bọc thép mới nhất ZSTS Akhmat và AMN Spartak cũng đã được xuất hiện trên quảng trường đó. Đây là lần đầu tiên chúng được tham gia sự kiện này. Ngoài ra thì hệ thống phòng không S-400, xe bọc thép chở quân BTR-82A, bệ phóng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, hệ thống tên lửa mặt đất di động Yar và xe bọc thép chở quân Boomerang thế hệ mới cũng đã có mặt trên quảng trường đó. Buổi lễ có sự tham gia của 10.000 quân nhân, bao gồm cả các chiến binh đang tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Trong sự kiện này có 125 thiết bị và vũ khí sẽ được trưng bày dọc theo quảng trường chính. Kết thúc sự kiện này là màn bắn pháo hoa chào mừng ngày chiến thắng diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 9 tháng 5. Nó sẽ kéo dài 10 phút tại 16 điểm trong thành phố. Người dân Moscow sẽ được chiêm ngưỡng hơn 12.000 quả pháo hoa trình diễn trên bầu trời. Và có hai điểm đặc biệt trong sự kiện này. Một đó là buổi lễ lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên các phương tiện truyền thông ở cả trong và ngoài nước. Và hai là bài phát biểu bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ duyệt binh. Đây là hai điểm nhấn thu hút sự chú ý của thế giới. Ở điểm thứ nhất, nhiều chuyên gia nhận định rằng buổi diễu binh là cách mà người Nga phô trương sức mạnh quân sự với lời nhắn nhủ tới đối thủ của mình rằng người Nga đã sẵn sàng cho một cuộc chiến vệ quốc chống lại những ai muốn nhắm vào nước Nga. Đồng thời, Moscow đang thể hiện sức mạnh của mình với các đồng minh, đối tác đang trung lập hoặc là đứng về phía Nga. Thứ hai là lời phát biểu của Tổng thống Nga Putin mà giới quan sát nói rằng là một lời tuyên chiến. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với những điểm chính trong bài phát biểu gây chấn động này của ông Putin, quý vị nhé. Chấp nhận lời tuyên chiến. Mở đầu bài phát biểu của ông Putin, ông ấy nói rằng: hỡi các công dân Nga, các cựu chiến binh thân mến, các đồng đội và thủy thủ, các trung sĩ và quản đốc, các sĩ quan cảnh sát, tướng lĩnh và đô đốc, binh lính và chỉ huy, những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, tôi xin chúc mừng các bạn vào ngày chiến thắng. Ông Putin nhấn mạnh rằng những người tham gia cuộc chiến đã thể hiện lòng dũng cảm và sự hy sinh to lớn, đã cứu nhân loại khỏi chủ nghĩa phát xít, tên tuổi của họ mãi mãi trường tồn và được tôn vinh. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng một cuộc chiến thực sự lại một lần nữa nổ ra chống lại quê hương của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đã đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chúng ta sẽ bảo vệ người dân Donbass, chúng ta sẽ đảm bảo an ninh của mình. Ông Putin khẳng định rằng Moscow muốn nhìn thấy tương lai hòa bình, tự do và ổn định. Và đối với Nga, không có dân tộc nào là thù địch hay là không thân thiện ở phương Tây lẫn phương Đông. Ông ấy nhấn mạnh rằng bất kỳ một ý thức hệ nào được cho là ưu việt đều đáng kinh tởm, tội ác và chết chóc. Nhưng mà giới tinh hoa phương Tây đã nói về quyền thống trị của họ, kích động xung đột đẫm máu, cũng như gieo rắc thù hận, chứng sợ Nga và chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến, phá hủy các giá trị truyền thống gia đình vốn tạo nên con người. Tổng thống Putin giải thích rằng tất cả những giá trị mà họ cho là cốt lõi chỉ là công cụ để tiếp tục ra lệnh, áp đặt ý chí lên người dân, quyền thống trị hay là những quy tắc mà họ đặt ra. Và trên thực tế là để che đậy một hệ thống cướp bóc, bạo lực và đàn áp. Ông Putin đã gợi nhớ lại lịch sử như sau. Có vẻ như họ đã quên đi những tuyên bố điên rồ của Đức Quốc xã về sự thống trị thế giới đã dẫn đến điều gì. Họ đã quên ai đã đánh bại cái ác hoàn toàn quái dị này và ai đã đứng lên làm bức tường thành cho quê hương và không tiếc mạng sống của mình để giải phóng đất nước cũng như các dân tộc châu Âu. Ông ấy nhắc lại rằng ở một số quốc gia phương Tây, các tượng đài của những người lính đã bị phá hủy và một sự sùng bái chủ nghĩa phát xít đang được tạo ra. Việc mạo phạm chiến công và các nạn nhân của thế hệ chiến thắng như vậy cũng là một tội ác. Một sự trả đũa trắng trợn của những kẻ chuẩn bị một cách công khai và cay độc một chiến dịch mới chống lại Nga. Và họ đã tập hợp những kẻ phá hoại tân quốc xã ở khắp nơi trên thế giới. Mục tiêu của họ và không có gì mới ở đây, đó là chứng kiến sự tan rã và hủy diệt đất nước Nga, chối bỏ hậu quả chiến tranh thế giới thứ hai, cuối cùng phá vỡ hệ thống an ninh toàn cầu và luật pháp quốc tế, đồng thời bóp nghẹt bất kỳ một trung tâm phát triển có chủ quyền nào. Nhà lãnh đạo Nga đã nhấn mạnh như vậy. Tổng thống Nga cũng chỉ ra rằng chính sách này của phương Tây đã dẫn đến một cuộc xung đột ở Ukraine. Ông ấy nói những tham vọng quá đáng, kiêu ngạo và bừa bãi chắc chắn sẽ biến thành một bi kịch. Và đây là nguyên nhân dẫn đến thảm họa mà người dân Ukraine đang trải qua. Họ giờ đây đã trở thành con tin của cuộc đảo chính và chế độ tội phạm tại Kiev đã phát triển trên cơ sở của nó. Một con bài mặc cả trong việc thực hiện các kế hoạch ích kỷ và độc ác của họ. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng Nga bày tỏ sự kính trọng đối với những người tham gia kháng chiến, những người lính thuộc cả quân đội đồng minh của Hoa Kỳ, Anh và cả các quốc gia khác, ghi nhớ và tôn vinh chiến công của những người lính Trung Quốc trong cuộc chiến chống chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Tôi tin rằng hợp tác trong những năm chống lại mối đe dọa chung là di sản vô giá của chúng ta. Sự hỗ trợ mạnh mẽ ngay bây giờ khi phong trào không thể đảo ngược hướng tới một thế giới đa cực, công bằng hơn, dựa trên các nguyên tắc tin cậy và an ninh không thể chia cắt.
cơ hội bình đẳng cho sự phát triển nguyên bản và tự do đang tiếp thêm sức mạnh cho tất cả các quốc gia và người dân. Đồng thời, Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng việc các nhà lãnh đạo các nước SNG đến tham dự lễ diễu hành chiến thắng ở Moscow thể hiện thái độ biết ơn của họ đối với chiến công của tổ tiên họ, những người đã cùng nhau chiến đấu và đánh bại chủ nghĩa phát xít. Tất cả các dân tộc thuộc khối Liên Xô cũ đã góp phần vào chiến thắng chung. Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều này. Chúng tôi cúi đầu trước ký ức vinh quang của tất cả những người đã thiệt mạng vì chiến tranh, trước ký ức của những người con trai, con gái, cha, mẹ, ông bà, vợ chồng, anh chị em, họ hàng, bạn bè. Sau đó, ông ấy đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tới chiến công và sự hy sinh của những người anh hùng trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại. Tổng thống Nga nhắc lại rằng, những trận chiến quyết định số phận của đất nước chúng ta luôn trở nên thiêng liêng đối với người dân Nga. Chúng tôi trung thành với lời dạy của Tổ tiên. Chúng tôi hiểu sâu sắc và rõ ràng ý nghĩa của việc xứng đáng với đỉnh cao của những thành tích quân sự, lao động và đạo đức của họ. Chúng tôi tự hào về những người tham gia hoạt động quân sự đặc biệt và tất cả những người chiến đấu trên tiền tuyến, tất cả những người bất chấp làn bom rơi mưa đạn để chi viện cho tiền tuyến hay là để cứu những người bị thương. Với họ mà nói, cuộc sống là để chiến đấu bảo vệ quê hương. Ông ấy lưu ý lại rằng, ngày nay, tương lai của nhà nước và người dân Nga phụ thuộc vào các chiến binh bảo vệ quê hương, an ninh của đất nước phụ thuộc vào họ. Bạn đã vinh dự hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình, bạn đang chiến đấu cho nước Nga, gia đình, con cái, bạn bè của bạn ở phía sau bạn, họ đang chờ đợi bạn. Tôi chắc chắn rằng, bạn đang cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của họ. Cả đất nước đã tập hợp lại để ủng hộ những người anh hùng của chúng ta. Mọi người sẵn sàng giúp đỡ. Họ đã cầu nguyện cho các bạn, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Và ông Putin đã chào riêng những người tham gia chiến dịch đặc biệt có mặt tại cuộc diễu hành này, cũng như những người hiện đang ở trên chiến trường chiến đấu vì nước Nga. Kết thúc bài phát biểu của mình thì ông ấy nói rằng, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, tổ tiên anh hùng của chúng ta đã chứng minh rằng không có gì mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn. Không có gì trên thế giới mạnh mẽ hơn tình yêu của chúng ta đối với đất nước, đối với nước Nga, đối với lực lượng vũ trang dũng cảm của chúng ta, đối với chiến thắng Ura. Và trên đây là điểm chính trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin tại buổi diễu hành mừng đại lễ tôn vinh ngày chiến thắng tại Moscow. Nhìn chung thì ông ấy ôn lại lịch sử, nêu bật giá trị của lịch sử và bóc trần sự thật đằng sau giới tinh hoa phương Tây. Những người theo chủ nghĩa toàn cầu cực tả đang lợi dụng các giá trị vốn được coi là giá trị phổ quát để che đậy những tội ác phía sau. Chính họ đang hồi sinh và nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa phát xít. Và giờ đây, người dân Nga một lần nữa đứng lên để thực hiện sứ mệnh lịch sử, một lần nữa chiến đấu để chống lại chủ nghĩa phát xít. Ông ấy cũng thể hiện sự tôn trọng của người Nga đối với những đồng minh của Mỹ và cùng với người Nga chống lại chủ nghĩa phát xít. Nhưng mà tới ngày hôm nay, những con người đó lại chối bỏ lịch sử và quay lại chống lại Nga. Điểm đáng chú ý là ông ấy kêu gọi sự đoàn kết đối với những người anh em của các nước thuộc Liên Xô cũ. Nhớ lại những gì mà cha anh của họ đã làm, đừng quay lưng với lịch sử. Phải nói rằng một bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin trước bất kỳ một sự kiện nào đều có giá trị và đều khiến cho phần còn lại của thế giới phải suy nghĩ. Việc ông ấy nói tới một cuộc chiến thực sự đã nổ ra để chống lại Nga cho thấy, ông ấy nhìn nhận nghiêm túc về những gì đang xảy ra. Khi cuộc chiến thực sự nổ ra thì đồng nghĩa với việc người Nga sẽ bước vào cuộc chiến một cách chính thức. Và đây được hiểu như lời chấp nhận tuyên chiến của nước Nga. Xung quanh sự kiện lễ duyệt binh chiến thắng trên quảng trường đỏ. Trong đại lễ, ngoài những nhà lãnh đạo của các nước láng giềng thuộc khối Liên Xô cũ có mặt tại Moscow, trên mặt trận ngoại giao, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã gửi thông điệp tới Tổng thống Nga Putin vào ngày 9 tháng 5 nói rằng: "Tôi thay mặt chính phủ và nhân dân Triều Tiên gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các bạn, chính phủ thân thiện và nhân dân Nga nhân dịp lễ kỷ niệm ngày lịch sử." Cổng thông tin chính phủ Triều Tiên đã đăng tải bức điện với nội dung như vậy. Trong thông điệp của mình, ông Kim nhấn mạnh rằng chiến thắng là truyền thống vốn của nước Nga. Các sự kiện chiến tranh vệ quốc cho thấy người Nga rất vị tha và có chủ nghĩa anh hùng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên lưu ý rằng, tôi nhân cơ hội này một lần nữa gửi lời chào chiến binh nồng nhiệt tới các bạn, quân đội và nhân dân Nga, những người đã mạnh dạn dấn thân vào cuộc đấu tranh thiêng liêng để thực thi công lý quốc tế, bảo vệ hòa bình thế giới, chống lại bạo lực và sự độc đoán của chủ nghĩa đế quốc. Ngược lại, phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, chúng ta đừng để mình bị đe dọa bởi sự phô trương vũ lực như vậy. Chúng ta hãy kiên định ủng hộ Ukraine trong thời gian cần thiết. Người Ukraine đang trả giá bằng mạng sống của mình cho sự điên rồ này của một quốc gia láng giềng hùng mạnh. Vị Thủ tướng đã quên đi lịch sử. 78 năm trước, nước Đức và thế giới đã được giải phóng khỏi ách thống trị bạo lực của chủ nghĩa phát xít toàn cầu. Vì điều này mà lịch sử đã không quên sự hy sinh của 25 triệu quân nhân người Nga. Ai đã giải phóng người dân Đức? Đến giờ đây, các nhà lãnh đạo của họ lại chống đối những người đã giúp đỡ họ và dung túng cho sự hồi sinh của chủ nghĩa tân phát xít ở Ukraine. Cho nên, không ít người dân châu Âu đã phản đối trước tuyên bố của Thủ tướng Đức. Họ nói rằng vũ khí mà EU cung cấp cho Ukraine là để tự vệ, chứ không phải là để tấn công vào Liên bang Nga. Và nếu để tự vệ thì không cần thiết phải gây thù chuốc oán với Nga để khơi mào nên trận chiến vô nghĩa này.
Và vâng thưa quý vị, một hình ảnh rất ý nghĩa mà chúng tôi thu được đó là chính những người dân Ukraine tại các thành phố khác nhau đã mang hoa đến các tượng đài tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Điều này cho thấy rằng người dân Ukraine không quên lịch sử, họ không muốn cuộc chiến này, không ai muốn lắng nghe mong muốn của họ. Không ai cả, bởi vì những kẻ chóp bu như những chú kền kền kiếm ăn trên xác chết, chúng muốn có nhiều hơn từ tổn thất của cả hai bên để ngồi đó rung đùi và trục lợi. Và đây là sự tàn ác của những kẻ đầu sỏ đang điều khiển cỗ máy chiến tranh trên toàn cầu. 100 máy bay không người lái ồ ạt tấn công Nga vào ngày 9 tháng 5. Phía sau sự thành công của sự kiện diễu hành mừng ngày chiến thắng của Nga là câu chuyện thành công của lực lượng vũ trang Nga khi họ đã chống lại cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái. Avia đã trích dẫn dữ liệu từ Mikhail Zivinchuk cho biết rằng trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của hơn 100 phương tiện bay không người lái, muốn vượt qua biên giới Nga và xâm nhập vào các khu vực trung tâm của nước Nga. Cần phải lưu ý rằng phần chính của công việc tiêu diệt này là chế áp máy bay không người lái được thực hiện bởi một chuyên gia về tác chiến điện tử. Điều này cho thấy rằng đối thủ của Nga đã rất nỗ lực tấn công vào ngày 9 tháng 5 để phá vỡ đại lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, sự kiện lớn đã kết thúc tốt đẹp, lực lượng vũ trang Nga đã phòng thủ thành công. Và đổi lại đêm ngày 9 tháng 5, theo không quân Ukraine, người Nga đã tiến hành hai đợt tấn công vào Ukraine, phóng 25 tên lửa hành trình Kalib và KH-101, KH-555. Trong khi lực lượng phòng không Ukraine thông báo tiêu diệt được 23 quả trong số đó. Hiện chưa có cách nào để xác minh được tuyên bố từ phía Ukraine, nhưng mà chúng ta có quyền hoài nghi về tuyên bố của phía Ukraine. Bởi vì phía Kiev từng có những tuyên bố gây sốc, ví dụ như lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, trong khi quân đội Ukraine đang lâm vào tình trạng tồi tệ. Một cuộc phản công không thể được thực hiện, còn phòng thủ thì đang bị suy yếu. Người Mỹ thì từ chối chi viện cho Ukraine các phiên bản đầy đủ của hệ thống phòng không Patriot, kẻ được cho là đã bắn hạ Kinzhal. Vậy thì Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh của Nga bằng phương tiện gì? Và nếu như Ukraine có thể bắn hạ hầu hết các tên lửa của Nga, thì giải thích như thế nào về việc các kho vũ khí của họ liên tiếp bị xóa sổ và thiệt hại của Ukraine lớn như hiện nay? Cách đây vài ngày, chuyên trang quân sự Military Watch Magazine đã đăng tải một bài báo có tiêu đề là "Tên lửa HIMARS ngày càng kém hiệu quả. Mỹ và Ukraine đang phải đối mặt với các biện pháp đối phó nhanh chóng của người Nga." Bài báo này cho biết rằng Mỹ không hiểu làm cách nào mà Nga có thể đánh bại các hệ thống HIMARS. Tạp chí Military Watch đưa tin, các chuyên gia quân sự Mỹ đang rất bối rối vì họ không hiểu làm cách nào mà Nga có thể ngăn chặn các hệ thống radar của hệ thống tên lửa HIMARS tiên tiến được chuyển giao cho Ukraine như là một phần hỗ trợ quân sự. Theo ấn phẩm, quân đội Ukraine đã sử dụng rộng rãi các loại pháo phóng tên lửa, nhưng độ chính xác của chúng thì đang giảm dần. Bài báo này lưu ý rằng các hệ thống phòng không của Nga đã tăng cường bắn hạ các tên lửa loại này và không ai hiểu được người Nga phá giải đòn đánh này từ phương Tây như thế nào. Các nhà nghiên cứu cho rằng trên tổng thể, hệ thống tên lửa HIMARS và các hệ thống tương tự sẽ càng ngày càng dễ bị tổn thương hơn. Trong trường hợp này, các cuộc tấn công của người Nga có khả năng sẽ còn nhắm vào các vệ tinh của phương Tây được sử dụng để điều phối và chỉ điểm cho các vụ phóng tên lửa. Việc không hiểu rõ nguyên nhân làm giảm hiệu quả của các hệ thống tên lửa HIMARS đang khiến cho các chuyên gia quân sự Mỹ lo ngại, bởi vì nó có thể báo hiệu khả năng Nga vô hiệu hóa các hệ thống quân sự tiên tiến và đắt tiền của Mỹ. Cho nên, những tuyên bố của Ukraine đơn giản chỉ được coi là những hành động gây chú ý, còn đứng về mặt logic thì rất khó có thể xảy ra. Và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi những diễn biến mới trên chiến trường trong tương lai. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.